giống nhau không nha. Và hôm nay thì Hà Sam đi đến trường bằng một con xe đạp cả tàn các bạn ạ. Trời ơi, thế nhưng mà gần hết giờ rồi mà Hà Sam ấy mãi không đến trường luôn. Nên là Hà Sam thì phải phóng thật nhanh đến trường một cách nhanh nhất các bạn nha. Và trên đường đi thì tất nhiên có rất nhiều bạn học cũng giống như Hà Sam đi học muộn rồi. Ở giữa có màu xanh luôn các bạn ạ. Mình sẽ đến trường một cách nhanh nhất. Trời ơi, sao mà bọn nó đi nhanh quá các bạn ơi. Trời ơi, mình cũng phải phóng nhanh. Yeah. Wow, mình cao ơi là cao luôn các bạn ơi. Wow, mẹ ơi, trời ơi. Lần sau ấy mình sẽ phải đến đích sớm hơn bọn nó, xa hơn bọn nó, và để cho bọn nó bị nhốt ở ngoài cổng trường luôn. Rồi tiếp nè, bắt đầu. Wow, đạp nè, đạp nè, đạp nè. Wow, wow. Các bạn ơi, trời ơi các bạn ơi, sao cái lúc nào cũng đến đích cái là mình bị rơi thẳng xuống một phát nhỉ các bạn nhỉ. Mình nghe muốn bay cao, muốn bay xa, xa hơn nữa, xa mãi. Rồi ok, tiếp nha. Nhưng mà dù sao ấy, mình cũng vẫn vào được cổng trường ấy, chứ còn mình không bị đứng ở ngoài. Ok. Ok, lên xuống, lên. Rồi, trời ơi, mình đi nhanh quá các bạn ơi. Wow, wow. Trời ơi, mình quá nhanh quá các bạn ơi. Yeah. Lên nào, lên nào. Trời ơi. Thôi xong, mình lại bị dừng ngay ở cái chỗ đầu tiên là sao ta? Mình phải muốn đi xa hơn chứ. Rồi, lần sau mình sẽ đi đến tận xa tận đích luôn nha, tận ngoài biển luôn ý. Trường học mình xây ở ngoài biển ý các bạn. Rồi, bắt đầu nè. Lần này mình sẽ phải phóng xa hơn bọn nó các bạn nha. Ôi trời ơi, trời ơi, bọn nó phóng nhà phết đấy các bạn ạ. Rồi, ok. Hey. Trời ơi, nó tên là Rodrigo gì đấy, chắc là nó là Rickit ấy các bạn. Ôi, nó đi được 610 mà mình đi được có 199 à. Lần sau mình cố gắng để giành top 1 mới được. Bắt đầu. Wow. Wow. Sao? Mình lại thế nào các bạn ơi. Yeah!
ôi rồi ôi rồi. Các anh em ơi, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Cao quá mẹ ơi, Hà Sa bên đứng cao ơi là cao nè các bạn ơi. Trời ơi, lao đầu xuống đất vì không bấm dù nên là ngã veo mồm luôn rồi. Lại lại nha, lại nha. Bắt đầu nè. Rồi, ok. Bọn nó ấy, bây giờ đang đi trước mình nè các bạn ơi. Rồi, bọn nó cho bọn đấy trước đi. Nhưng mà tí nữa là bọn nó sẽ xếp sau mình ấy mà. Ok. Yo. Woo. Rồi ôi rồi. Yeah. Wow. Mình đã giành top 1 rồi. Các bạn ơi, hạnh phúc quá. Hà San đã giành top 1 rồi nè. Yeah. Tiếp tục nữa để giành top 1 nữa các bạn nha. Rồi. Ok. Tiếp tục nè. Hey. Hey. Cho chúng mày xem nha. Wow. Bây giờ Hà Sang đang ở top 1. Lỗi lầm rồi các bạn ơi. Tôi chết rồi. Yeah. Lại không được top 1 rồi. Top 1 lần này phải ở trong tay mình. Ok. Hù. Hui. Sờ nè. Mây xanh là mây xanh. Yeah. Wow, mình đi cao quá các bạn ơi. Yeah. Đứng top 3 các bạn nha. Tuy nhiên ấy thì Hà Sa mới muốn đến top 1 của cái bạn Masi gì đấy cơ. Masi Maso gì không biết. Thế nhưng mà mình muốn top 1 nha. Tiếp tục nè. Rồi. Úsa. Ísa. Ísa. Các bạn ơi, các bạn đợi mình với nào. Wow. Trời ơi, các bạn ơi, các bạn đi nhanh quá đấy nha. Bạn ơi, đợi mình với bạn ơi. Ôi, trời ơi, mình không đến được top 1 hay sao các bạn ơi. Ísa. Yeah. Để xem lần này Hà Sang đứng top mấy nha. Top 1 cơ mà. Bắt đầu nè. Trời ơi, mấy cái đứa bạn mình ấy các bạn ơi. Trời ơi, không biết là nó ăn cái gì ở nhà ấy mà nó đi phóng như bay luôn. Ok. Tiếp. Bắt đầu nè các bạn ơi. Mình không hiểu sao ấy, mấy đứa bạn mình ấy nó ăn cái gì ở nhà mà nó phóng như bay luôn. Wow. Trời ơi, mình cũng phóng như bay luôn nè. Rồi, xì. Cao chưa? Cao chưa? Rồi, ý xa. Wow. Trời ơi, mình đi rõ xa. Thế mà em đứng thứ ba các bạn ơi. Rồi nha, mình phải quyết tâm đứng thứ nhất cơ. Bắt đầu. Úi giời ơi. Trời ơi, lần này mình sẽ phải đi nhanh nè. Đi nhanh nè. Đi nhanh nè các bạn ơi. Rồi, vèo. Lần này mình thấy mình đi có khả năng là mình được top 1 đấy các bạn. Cao quá má ơi. Bây giờ mình đang đứng ở top 1 nè các bạn ơi. Trời ơi, nó cao siêu kinh khủng luôn. Yeah. Mình được top 1 rồi các bạn ơi. Yeah. Trời ơi, mình cao ơi. Top 1. Yeah. Hay các bạn ơi. Vậy là Hà Sam đã đến trường thành công. Và may mắn là Hà Sam đã vào trong trường trước khi cái
đến trường một cách cẩn thận